Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì hôm nay cô Anh sẽ chia sẻ cho các em, các con về đề tài là lịch sử của Đức Phật. Thì lúc trước cô Thuần đã nói sơ về lịch sử của Đức Phật. Thì khi mà nói đến đất nước Ấn Độ thì các em liên tưởng tới cái gì? Có ai khi mà cô Anh nói tới đất nước Ấn Độ thì các con có liên tưởng tới cái gì không? Không ai liên tưởng tới gì hết. Rồi mời bạn Hải Nguyên, khi nói tới đất nước Ấn Độ thì con liên tưởng tới cái gì? À đúng, khi mà chúng ta nói tới đất nước Ấn Độ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Ngài là được sinh ra ở Ấn Độ. Thì hôm nay cô Anh sẽ chia sẻ với các con đề tài là lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là cha của Ngài á, là thuộc vị vua tên là Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Và khi mà Hoàng hậu Ma Gia nằm mộng á, thấy có một con voi sáu ngà trắng khai bên hông bên phải, là người ta nói bên hữu á, gọi là bên phải, thì bà liền có thai. Thì một thời gian sau á, khi mà bà có thai á, mà theo phong tục của nước Ấn Độ á, thì người phụ nữ khi mà mang thai thì sẽ về quê mẹ để sinh. Thì Hoàng hậu Ma Gia cũng xin vua Tịnh Phạn trở về quê mẹ của mình để sinh thái tử. Thì một thời gian sau mà khi bà mang thai thì bà đi dạo chơi ở trong vườn Lâm Tỳ Ni. Vào ngày rằm tháng 4 năm trước, năm 624 trước Tây lịch, thì bà khi mà đi thì bà vịn tay của mình vào cành hoa vô ưu, thì bà liền sanh thái tử. Tụi con nhớ nha, này là lịch sử của Đức Phật, thì mình học mình phải nhớ. Thì bà vịnh tay cành tay của mình vào một cành hoa thì bà liền hạ sanh thái tử. Thì khi mà sanh thái tử ra đời á, thì thái tử đi bảy bước thì là bảy bảy gì tụi con biết không? Bảy cái gì? Giỏi. Thì bà đi như vậy, thì khi mà thái tử sinh ra đời thì bảy ngày sau thì hoàng hậu qua đời. Thì khi mà thái tử sinh ra bước đi thì thái tử tay phải chỉ lên trời, tay trái chỉ xuống đất và nói câu gì? Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì khi đó thái tử nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Rồi một thời gian sau mà khi mà sanh thái tử ra 7 ngày mà hoàng hậu Ma Gia qua đời á, thì thái tử được giao cho một người dì nuôi dưỡng, đó là Maha Ba Xà Ba Đề, là người dì ruột của thái tử, nuôi dưỡng thái tử đến ngày trưởng thành. Thì thái tử được giao cho người dì nuôi. Thì một hôm á, vua Tịnh Phạn á, mới mời các vị tiên tri đến xem tướng cho thái tử. Thì trong cái dịp là lễ đặt tên cho thái tử, thì có một vị tiên A Tư Đà mới nói với vua Tịnh Phạn như thế này nè, là thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì sau này thái tử sẽ là một vị thánh. Nhưng mà vua ấy, người cha thì luôn muốn người con của mình á nói giỏi cái mà của người cha đó,
thì người cha vua Tịnh Phạm mới nó muốn con mình nói giỏi cái ngôi vua của cha, thì mới đặt cho thái tử tên là Thái tử Tất Đạt Đa. Tí nữa anh hỏi lại nha, tụi con nhớ nhớ bài nha. Thì một thời gian sau á, khi mà đặt tên xong á, thì đức vua đó mới là rất là cưng chiều thái tử, thì xây cái gì tụi con biết không? Xây ba cung điện, rồi xong rồi thái tử mới 3 hay 4? Bốn cung điện. Rồi sao anh nhớ có ba cung điện mà ta? Vậy là Nguyên Tịnh nhớ giỏi hơn, không bị của anh lừa. Vậy là thái tử xây 4 cung điện, thì vua cha xây 4 cung điện để giữ chân thái tử và mời các vị mà các cung nữ múa vui ca hát để giữ chân thái tử. Nhưng mà thái tử có chịu không ạ? Thì vua cha muốn giữ chân thái tử ở lại đời và nói giỏi cái ngôi vua của người cha, nhưng mà không giữ được thái tử. Nhưng mà khi mà thái tử lên 17 tuổi á, thì vua cha mới gả vợ, tìm vợ, cưới vợ cho thái tử. Thì người vợ tên là Hoàng hậu Công chúa. Công chúa gì? Tụi con biết quá ha. Công chúa Gia Du Đà La. Mà công chúa đó là con của ai tụi con biết không? Công chúa đó là con của một người vua tên là tụi con không biết công chúa đó là con của ai hả? Con của vua Thiện Giác và hoàng hậu gì? Amida. Nhớ nha, cái này là chúng ta phải nhớ, tại vì là vợ của thái tử thì chúng ta phải nhớ là ai là người sinh ra ngài công chúa để cho được làm vợ thái tử. Thì vua đó là vua Thiện Giác và hoàng hậu Amida xứ Đề Bà Đa Ha. Thì khi mà lấy vợ cho thái tử thì công chúa mới sinh được một hoàng tử, một người con trai tên là, đặt tên là gì tụi con biết không? Đúng là La Hầu La. Rồi nãy giờ cô anh nói tụi con có hiểu không vậy? Bây giờ trước khi mà cô anh muốn tụi con á, là phải thuộc bài hiểu chứ không phải thuộc, chúng ta phải hiểu về lịch sử của Đức Phật. Tại vì chúng ta là một người con Phật và chúng ta tham gia gia đình Phật tử, thì khi hỏi tới lịch sử của Đức Phật thì chúng ta phải biết ít hoặc nhiều. Chứ khi mà mọi người hỏi là tụi con đi gia đình Phật tử thì tụi con có biết gì về lịch sử của Đức Phật không? Nếu mà tụi con trả lời không thì đó là sai sót rất là lớn, đúng không? Nên là khi mọi người hỏi về lịch sử của Đức Phật thì tụi con phải biết trả lời là Đức Phật. Ví dụ như mọi người hỏi, giờ tụi con đồng trả lời với cô anh nha. Thái tử là con của ai? Con của vua nào? Và mẹ của ngài là ai? Tụi con trả lời cô anh nghe đi. Đồng trả lời luôn. Chúng ta không được nhìn bảng ha. Khi cô anh nói lại là chúng ta không được nhìn bảng, chúng ta phải hiểu. Ở nước Ấn Độ á, thì có một người vua tên là Tịnh Phạn và vợ là Hoàng hậu Maya. Và khi mà Hoàng hậu Maya nằm mộng á, thấy có voi trắng 6 ngà khai vào hông bên hữu là bên phải á, thì lúc đó bà liền mang thai. Giờ cô anh kể nói lại nha, ngắn gọn cho tụi con hiểu. Cái thứ nhất là thái tử là con của vua Tịnh Phạn và mẹ là hoàng hậu Maya. Rồi tụi con nhớ không? Cái thứ hai á là hoàng hậu nằm mộng thấy có con voi trắng 6 ngà khai và lấy vào bên hông của bà, mà bên hông là bên hữu là người ta nói bên phải á, thì bà liền mang thai. Và khi bà mang thai thì theo phong tục của người Ấn Độ ngày xưa đó, thời lúc bây giờ lúc đó đó, thì khi mà người mẹ mang thai người con á thì phải trở về quê hương của mình á, về quê mẹ của mình để sinh nở. Thì bà cũng
Theo phong tục đó, xin vua Tịnh Phạn trở về quê nhà, quê mẹ của mình để xin thái tử. Thì khi bà dạo chơi ở vườn Lâm Tỳ Ni á, thì vào ngày rằm tháng 4 trước 624 tây lịch, thì khi bà vịnh cái tay của mình vào cành vua Ương, thì bà liền hạ sanh thái tử. Tụi con phải nhớ những cái mốc lịch sử, khi người ta hỏi tới thì tụi con phải biết đó là mốc lịch sử để thái tử ra đời, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Rồi một thời gian khi mà sanh thái tử ra đời thì thái tử đi 7 bước thì nở 7. Đó tụi con, đó tụi con biết mà. Rồi 7 ngày sau thì hoàng hậu qua đời, thì thái tử được giao cho một người dì là Maha Ba Xà Ba Đề, mà người dì này là người dì ruột của thái tử, nuôi dưỡng thái tử. Và một hôm á, thì vua cha mới là mời các tiên tri đến xem tướng cho thái tử. Thì là có một vị tiên A Tư Đà, tụi con phải nhớ lịch sử, nhớ nha. Vị tiên A Tư Đà này nói với lại vua Tịnh Phạn là như vậy nè, là thái tử có 32 cái gì? Và bao nhiêu vẻ đẹp? Đó, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thái tử sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng mà vua cha đó, thường là người cha không muốn con mình trở thành, mà muốn con mình là nói ngôi, nói giỏi những cái gì mà nói ngôi của cha mình. Thì vua Tịnh Phạn mới cho xây 4 cung điện và thỉnh và mời các nữ mà múa đẹp ca hát đó để giúp vui cho thái tử, để trói buộc thái tử ở lại đời và nói ngôi của người cha. Nên là khi mà thái tử 17 tuổi, tụi con phải nhớ những mốc lịch sử nha, thái tử 17 tuổi thì vua cha mới cưới vợ cho thái tử. Mà vợ của thái tử là ai? Là công chúa Yayudhala. Mà cha của ngài là vua, mẹ của ngài là ở xứ nào? Ở xứ nào, tụi con có nhớ ở xứ nào không? Không ai nhớ xứ nào hết. Đề Bà Đa Ha. Ở xứ Đề Bà Đa Ha. Và khi mà thái tử bị vua cha ép lấy vợ thì có sanh được một hoàng tử tên là La Hầu La. Hôm nay cô anh chỉ dạy tụi con bao nhiêu thôi, tại vì cô anh muốn tụi con nhớ bài ở lớp, hiểu bài ở lớp. Nên giờ cô anh sẽ hỏi nha, chúng ta không nhìn bảng, nhìn cô anh để trả lời thôi. Bây giờ thì cô anh sẽ hỏi là, mời lên đây trả lời ha. Quay mặt xuống lớp để không ta không nhìn thấy cái bảng, để ta không ăn gian. Thì quan sẽ hỏi tụi con nè, bây giờ câu trả lời, câu hỏi đầu tiên á là hoàng hậu Maya nằm mộng thấy cái gì? Mời Chánh Tiến đi. Mấy bạn nhỏ cũng sẽ bị quan hỏi nha. Mô Phật, thưa cô anh, là hoàng hậu Maya nằm mộng thấy voi sáu ngà. Voi sáu ngà như thế nào? Và voi sáu ngà sao? Nằm mộng thấy voi sáu ngà, nhưng mà voi sáu ngà đó như thế nào? Voi sáu ngà hai hồng bên phải. Thì bà liền thì sao? Thì bà liền mang thai. Rồi, cho Chánh Tiến một tràng pháo tay đi. Voi sáu ngà màu gì? Cô là màu trắng. Rồi, cảm ơn Chánh Tiến. Rồi, cho Chánh Tiến tràng pháo tay đi ạ. Rồi, tiếp, bây giờ cô anh. Tại vì bạn Chánh Tiến được nhiều người hỗ trợ, nên là bạn Chánh Tiến chưa được quà của cô anh. Bây giờ cô anh hỏi nè, giờ hỏi mấy em nhỏ ha. Đây là ưu tiên cho mấy em nhỏ, tại vì mấy chị lớn á, lẹ lắm, nhìn xuyên qua cái bảng là sẽ nhớ. Còn mấy em nhỏ, giờ cô anh hỏi nè, tụi con tập trung nha, giờ cô anh hỏi mấy đứa nhỏ trước. Giờ này là tên gì ta? Con là An Thiện. An Thiện ạ. Rồi An Thiện nè. Rồi Diệu Kim, Diệu Trúc, Diệu Lan,
nguyên tịnh, diệu phước. Nghe qua anh hỏi nha, 2, 4, 6 đứa nhỏ nghe qua anh hỏi nè. Hỏi một câu thôi mà tụi con trả lời được là rất là giỏi. Khi mà thái tử sinh ra đó, thì thái tử đi mấy bước? Hỏi mấy đứa nhỏ đó, đi mấy bước? Và bước đó nở cái gì? Giờ mời Diệu Phước đi, tại Diệu Phước giơ tay trước. Mô Phật hư cô là thái tử đi 7 bước, mỗi bước nở một đoá sen. Giỏi quá, cho bạn một đồng hóa tay. Rồi, thưởng cho Diệu Phước một cái bánh. Mô Phật hư cô. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ tới máy anh chị lớn nè. Dạ, câu này khó hơn dùm cho mấy anh chị lớn. Cô anh hỏi nha. Bây giờ là thái tử bao nhiêu tuổi thì cha cưới vợ và vua, người con đó thuộc là con của vua nào và hoàng hậu nào ở nước nào? Mời bạn An Tín. An Tín là ai? Ồ, An Tín. Rồi, trả lời đi con. Mô Phật thưa cô anh, là năm 17 tuổi, thái tử cưới vợ là hoàng hậu Mai Gia, cha là Thiện. Hoàng cưới vợ, vợ tên gì? Cưới vợ tên là hoàng hậu Mai Gia, công chúa Mai Gia. Công chúa Gia Du Đà La. Công chúa Gia Du Đà La. Cha là vua Thiện Giác, mẹ là hoàng hậu Amida ở nước Đồ Bà Gia Ha. Đúng của anh. Rồi. Chị An Tính chúng ta trả lời đúng không các em, các bạn? Rồi. Xém đúng. Xém đúng chứ chưa có đúng. Rồi, cô anh cảm ơn con xém đúng thôi. Rồi, cho chị An phần đồng, An Tính phần đồng của tay. Rồi bây giờ ai có thể trả lời đúng hơn cho cô anh? Ngoài Nguyên, ngoài Hải Nguyên ra thì còn bạn nào có thể trả lời đúng cho anh không? À, mời Tâm Vũ Dũng. Mô Phật thưa cô, là thái tử năm 17 tuổi thì cưới công chúa Gia Du Đà La, cha là vua Thiện Giác, hoàng hậu là Amida, ở xứ Đề Bà Ha, Đề Bà Đa Ha. Rồi, cho bạn quá giỏi. Thưởng cho bạn một trái cam thiệt là bự. Đúng rồi, Tâm Hữu Dũng nhớ bài rất là giỏi, đúng không? 17 tuổi thì vua cha cưới vợ cho thái tử tên là công chúa Gia Du Đà La. Cha là vua Thiện Giác, mẹ là hoàng hậu Amida ở xứ Đề Bà Đa Ha. Các em cho Tâm, các con cho Tâm Hữu Dũng một tràng pháo tay lớn được không ạ? Tại vì cái đó là không có trên bảng. Là Tâm Hữu Dũng nhớ bài, nhớ những gì của anh nói rất là lẹ. Rồi bây giờ tiếp ha, cô anh hỏi tiếp một câu nữa. Thái tử, con của thái tử tên gì? Cái này hỏi mấy đứa nhỏ nè. Con của thái tử và công chúa tên gì? An Thiện có biết không con? Diệu Kim có biết không? Con của thái tử và hoàng hậu và công chúa Gia Du Đà La tên gì? Diệu Kim đứng lên trả lời của anh nghe ha. Trả lời thôi, con hiểu như thế nào, con nghĩ như thế nào thì con sẽ trả lời như vậy ha. Giờ bước lên đây trả lời của anh đi. Một Phật sư cô. Con của thái tử Tất Đạt Đa.
Và công chúa Yayudhara tên là gì? Tên là Lào Lan. Ồ, quá giỏi. Cho em một tràng pháo tay, quá giỏi. Rồi thưởng cho con 1 trái táo. Dạ. Rồi tiếp. Còn bây giờ cô anh hỏi tiếp là có câu nào khó để hỏi mấy anh chị, chứ mấy anh chị nãy giờ nhìn lên bảng thuộc bài hết rồi, đúng không? Bây giờ ai, bây giờ cô anh hỏi tiếp là bây giờ hỏi Nguyên Tịnh đi. Nguyên Tịnh đứng lên, cô anh hỏi ha. Nguyên Tịnh đứng lên, lên đây Nguyên Tịnh. Giờ cô anh hỏi Nguyên Tịnh, chưa đặt câu hỏi nhưng mà hỏi Nguyên Tịnh. Bây giờ cô anh hỏi Nguyên Tịnh nè. Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya sinh người con tên là gì? Con có biết không? Thái tử á, là thái tử tên là gì? Thưa cô anh, là thái tử tên là Tất Đạt Đa. Wow. Rồi thưởng Nguyên Tịnh 1 trái cam. Nguyên Tịnh cũng nhớ bài rất là giỏi. Rồi bây giờ tiếp tục hỏi tiếp là có câu nào khó hỏi mấy anh chị ha. Giờ mấy anh chị lớn quá. Giờ tiếp qua anh hỏi tiếp một câu nữa ha. Cái thầy thân phụ thân mẫu là để hỏi mấy em nhỏ thôi chứ tụi con quá rành. Bây giờ ai có thể nói lại tất cả những gì qua anh nói từ đầu bài học tới giờ, ngoài Nguyên Hải Nguyên ra, còn bạn nào có thể kể lại lịch sử của Đức Phật, kể tới lúc mà từ đầu tới cô anh dạy thôi, không cần kể hết tại vì nó còn rất là nhiều. Cô anh chỉ cần tụi con kể từ lúc cô anh nói tới lúc đây thôi, không cần hỏi nói hết. Ngoài Hải Nguyên ra còn bạn nào có thể, chúng ta cứ mạnh dạn lên. Bây giờ cô anh kêu Diều Mỹ đi. Diều Mỹ lên kể cho cô anh ha. Cô anh cho con nhìn bảng luôn. Con sẽ nói theo cái hiểu của con, nhưng mà kể lại từ đầu tới đuôi luôn. Từ đầu tới lúc mà thái tử, vua cha cưới vợ cho thái tử và sinh được một người hoàng tử tên là Hầu La. Chúng ta chỉ cần kể tới đó thôi. Dường Mỹ có kể được cho cô anh không ạ? Ngoài Hải Nguyên ra cô anh cần những bàn tay giơ lên. Còn ngoài Hải Nguyên ra còn bạn nào có thể kể được không ạ? Giờ cô anh kể nha, tụi con lắng nghe nha. Cô anh kể một lần cuối cùng, tụi con lắng nghe ha. Giờ cô anh tóm gọn cho tụi con luôn. Là ở nước Ấn Độ, nghe rõ nha, ở nước Ấn Độ có một người vua tên là Tịnh Phạn và vợ là hoàng hậu Maya. Tụi con nhớ chỉ cần nhớ những mốc lịch sử thôi thì tụi con sẽ nắm rõ và tụi con sẽ kể được. Thì khi mà hoàng hậu nằm mộng thấy voi trắng 6 ngà khay hông bên phải thì bà liền mang thai, là 2 chi tiết đúng không? Khi mà bà biết mình mang thai á thì bà xin vua trở về quê nhà của mình để xin thái tử, rõ chưa? 3 chi tiết. Và khi bà dạo chơi ở vườn Lâm Tỳ Ni thì bà tay bà vịn vào cành hoa vô ưu thì liền hạ sanh thái tử. Vào ngày, tụi con chỉ cần nhớ những mốc lịch sử thôi. Vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch, thì khi mà sinh thái tử ra thì thái tử đi 7 bước thì nở 7 hoa sen. Rồi tay phải thì chỉ lên trời, tay trái thì chỉ xuống đất, nói thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Rồi 7 ngày sau thì hoàng hậu qua đời, thì thái tử được giao cho một người dì nuôi dưỡng, đó là Maha Ba Xà Ba Đề, là một người dì ruột của thái tử. Rồi tiếp tục là năm rồi đúng không? Cái thứ 6 là vua cha mới mời các vị tiên tri đến xem tướng cho thái tử. Thì có một vị tiên A Tư Đà nói với vua Tịnh Phạn rằng á, là thái tử có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng mà người cha thì không muốn người con trở thành một vị thánh mà muốn người con phải nối ngôi của mình, nên là vua cha cho xây dựng 4 cung điện và mời các vị nữ
rất là đẹp và múa rất là dẻo, hát để cho thái tử vui và ở lại thế gian để nói ngôi. Nhưng mà rồi khi mà thái tử lên 17 tuổi thì vua cha mới cưới vợ cho thái tử là công chúa Yayudhala, con của vua Thiện Giác, mẹ là hoàng hậu Amida ở xứ Đề Bà Đa Ha. Và khi cưới xong thì công chúa mới sinh được một hoàng tử là La Hầu La. Đó có nhiêu à? 7-8 mốc lịch sử. Và nãy giờ anh kể lại rồi đó. Ồ, ngoài Hải Nguyên với Tâm Hữu Dũng còn bạn nào có thể kể lại được không ạ? Giờ Chánh Trung đi, Chánh Trung lên kể cho con anh đi. Con nhớ tới đâu con kể tới đó. Tại vì cô anh không mời Hải Nguyên là tại vì chị Nguyên đọc lịch sử Đức Phật rất là nhiều. Cô anh muốn những bàn tay khác ngoài bàn tay chị Nguyên, nên là cô anh muốn tạo cơ hội cho tụi con. Bây giờ Diệu Diệu Mỹ ráng nha, nghe Chánh Tính, Chánh Trung chứ, nghe Chánh Trung nói. Sau một hồi cô anh sẽ mời Diệu Mỹ ha. Giờ Diệu Mỹ ráng nghe ha. Một phần. Dạ, ở Ấn Độ có một nước thành Ca Tỳ La Vệ có vị vua là tên là vua Tịnh Phạn và bà hoàng hậu tên là Maya. Một chúng hôm lắng nghe nha, lắng nghe anh Chánh Trung nói đúng không? Hoàng hậu mơ thấy con voi trắng sáu ngà chui vào bên phải hông, và sau đó bà đã có thai là thái tử sau này. Sau đó theo phong tục của Ấn Độ, bà xin vua Tịnh Phạn về quê mẹ. Sau đó bà ghé qua vườn Lâm Tỳ Ni và bà nghỉ ở đó. Sau đó có một nhánh tay vô ưu hát xuống thì bà cầm vào nó và đã hạ sinh thái tử ra là Tất Đạt Đa. Sau đó thái tử đi 7 bước và mỗi bước nở ra hoa sen. Sau đó ngài giơ tay lên trời nói câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Sau khi trở về hoàng cung thì vua Tịnh Phạn mời vị tiên tên là A Tư Đà đến xem tướng. Là ngài ông nói là sau này thái tử Tất Đạt Đa sẽ đi tu hành. Sau đó vua Tịnh Phạn sợ thái tử sẽ đi tu thì đã xây 4 cung điện ứng với 4 mùa cho thái tử và mời các những người đến múa hát để giữ chân thái tử ở lại hoàng cung, không cho thái tử đi tu hành, với lại cưới vợ có công chúa Yayudhala nước láng giềng và mẹ của công chúa là Amida, còn vua là Thiện Giác ở xứ Đề Bà Praha. Và ngài đã bị vua Tịnh Phạn níu chân ở lại. Con ngài tên gì? Dạ con ngài tên là La Hầu La. Rồi cho Chánh Trung một tràng vỗ tay được không các con? Rồi anh Chánh Trung rất là giỏi, tặng cho anh Chánh Trung 2 món quà luôn. Một quà con cảm ơn. Nhưng mà anh Chánh Trung còn quên 2 chi tiết rất là quan trọng. Bạn nào phát hiện ra, nãy giờ anh Chánh Trung kể, bạn nào phát hiện ra anh Chánh Trung thiếu 2 chi tiết gì rất là quan trọng trong bài, trong lịch sử của Đức Phật. Nãy giờ tụi con có lắng nghe anh Chánh Trung nói không? Anh Chánh Trung còn quên 2 chi tiết rất là quan trọng. Có ai phát hiện ra Chánh Trung quên gì không? Mời bạn Minh đi. Trả lời trúng là sẽ có thưởng bằng Chánh Trung luôn, tại vì Chánh Trung quên 2 cái rất là quan trọng. Đây con. Mô Phật, con trả lời Chánh Trung quên 2 chi tiết là thứ nhất là cái hiếu là sau 7 ngày thì mẹ ruột của thái tử mất, mà thái tử được nuôi lớn bởi vì
Hamahabaya vậy đó, đúng không? Ma Sa Ba Đề. Xong rồi cái thứ hai là các vị mời các vị tiên tri đến á, A Tư Đà thì đáng cho Thái tử là có 32 tướng tốt và 80 vị đẹp rồi. Right. Hai là hiểu. Rồi anh Chánh Tâm Minh rất là lắng nghe Chánh Trung, phát hiện được Chánh Trung quên hai lỗi, hai cái rất là quan trọng. Con phải nhớ hai cái đó, tại vì Đức Phật của chúng ta có phải nhớ là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con quên cái đó là sơ sót. Rồi ngoài Chánh Trung ra còn bạn nào có thể kể nữa không? Diệu Mỹ nhớ chưa? Thôi bây giờ Diệu Mỹ lên nói những gì Diệu Mỹ hiểu và nhớ nãy giờ quanh dậy đi ha. Vô Phật thưa cô, là ở Ấn Độ có một vị vua tên là Tịnh Phạn và vợ của ngài là hoàng hậu Maya. Một hôm bà nằm mộng thì bà thấy một con voi sáu ngà màu trắng. Sau đó thì bà mang thai. Theo phong tục của người Ấn Độ là khi người phụ nữ mang thai sẽ về quê mẹ đẻ. Thì hoàng hậu Maya xin đức vua cho về quê mẹ để sinh thái tử. Sinh thái tử ra thì thái tử đi như thế nào? Sinh thái tử ra thì thái tử đi 7 bước, mỗi bước nở ra một đóa sen. Tay của thái tử một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất và nói là thiên phượng. Rồi bỏ qua chứ, rồi tiếp. Rồi sao nữa? Mấy ngày khi mà 7 ngày sau khi sinh thái tử thì hoàng hậu Maya mất. À. Rồi thái tử sẽ được ai nuôi dưỡng? Thái tử được gì? Gì là ai? Mahabhasabade là dì ruột của thái tử nuôi. Nữa. Con còn nhớ chi tiết nào nữa không? À, không cần kể theo thứ tự, con chỉ nhớ chi tiết nào thì con kể chi tiết đó cho anh nghe. Vua Tịnh Phạn mời nhà tiên tri đến để xem tướng cho thái tử. Thì vị tiên tri đó nói như thế nào? Vị tiên tri đó nói là thái tử có 32 vẻ đẹp và 32 gì? 32 tướng tốt và 80 cái đẹp. Ờ. Sau này sẽ trở thành cái gì? Sau này sẽ trở thành thánh. Rồi tiếp. Con nhớ thêm đó. Rồi cho bạn Diệu Mỹ một tràng pháo tay, tại vì Diệu Mỹ của chúng ta cũng nhớ bài rất là giỏi. Rồi cảm ơn con. Rồi bây giờ cô anh sẽ mời Tâm Hữu Dũng đi. Tâm Hữu Dũng sẽ trình bày tất cả về lịch sử của Đức Phật cho cô anh nghe. Bây giờ tụi con nghe Tâm Hữu Dũng trình bày ha, để coi Tâm Hữu Dũng có bị sai sót ở điểm nào không. Nghe nha, cô anh sẽ hỏi nha, hỏi Tâm Hữu Dũng có sai sót ở điểm nào không nha. Chúng ta lắng nghe. Tụi con phải tập trung, khi mà người khác ở trên này nói thì tụi con phải tập trung. Đó là sự mình tôn trọng lẫn nhau. Thì tụi con phải chú ý nghe Tâm Hữu Dũng trình bày những cái gì mà Tâm Hữu Dũng học được, và thiếu cái gì thì chúng ta cùng nhau bổ sung. Rồi bây giờ Tâm Hữu Dũng trình bày về lịch sử của Đức Phật nãy giờ của anh dạy con ha. Con nói lại cho mấy anh chị và mấy em nghe ha. Mô Phật thưa cô, con trả bài. Ở bên Ấn Độ, xứ Ca Tỳ La Vệ thì có một vị vua tên là Tịnh Phạn và vợ là hoàng hậu Maya. Một buổi tối lúc hoàng hậu Maya đang nằm ngủ thì mơ thấy một con voi trắng sáu ngà
bay tới và chui vào hông phải của hoàng hậu. Và hoàng hậu có thai. Và theo phong tục của người Ấn Độ thì hoàng hậu Maya phải xin vua đi về quê mẹ để sanh con. Thì khi đi về quê mẹ sanh con thì hoàng hậu Maya vịnh tay vào một cành hoa vô ưu và sanh ra thái tử Tất Đạt Đa. Lúc thái tử sinh ra thì thái tử đi 7 bước, mỗi bước nở ra một đóa hoa sen. Một tay thái tử thì chỉ lên trời, còn một tay thì chỉ xuống đất. Và sau đó là 7 ngày sau là hoàng hậu Maya qua đời. Thì thái tử Tất Đạt Đa được vua giao cho dì ruột của thái tử là Mahabhasabada nuôi dưỡng. Đến lớn thì đức vua mời các nhà tiên tri đến để xem tướng cho thái tử. Thì trong đó có một vị tiên tên là A Tư Đà ra tiên đoán cho thái tử là lớn thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và lớn lên sẽ thành thánh. Vì vậy cho nên là vua rất là sợ và tìm cách để giữ chân thái tử lại. Vua xây 4 cung điện theo 4 mùa và cho các cung nữ vào múa để cho thái tử vui và giữ thái tử lại. Đến năm thái tử 17 tuổi thì vua cưới cho thái tử hoàng hậu công chúa Yayudhara, con của vua Thiện Giác. Hoàng hậu vợ là hoàng hậu Amida ở xứ Đề Bà Đa Ha. Và sau đó là thái tử là sau đó là công chúa Yayudhara đã sinh ra được một hoàng tử tên là La Hầu La. Wow, cho Tâm Hữu Dũng một tràng vỗ tay. Rồi của anh tặng cho Tâm Hữu Dũng vì Tâm Hữu Dũng rất nhớ bài không sai đây nữa con. Không sai một chi tiết nào hết. Tâm Hữu Dũng rất là giỏi. Bây giờ cô anh mời Chánh Thành đi. Chánh Thành con có thể kể nãy giờ con học được cái gì, con nói cho cô anh nghe được không? Chánh Thành, cô anh muốn có nhiều người biết về lịch sử của Đức Phật trên lớp và nhớ lịch sử của Đức Phật trên lớp luôn. Và lần sau cô anh sẽ hỏi lại nha. Rồi bây giờ Chánh Thành, nãy giờ con dạy cái gì và nãy giờ con nhớ được cái gì thì con trình bày cho tất cả mọi người đều nghe ha. Mô Phật thưa cô. Mời con quay xuống gặp. Nãy giờ con học được về lịch sử của Đức Phật. Mời con kể đi, lịch sử của Đức Phật như thế nào? Con không thuộc lắm. Bây giờ con nhớ những cái gì chi tiết nào của lịch sử của Đức Phật con nói cho mọi người nghe. Cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Rồi sao nữa? Hoàng hậu Maya mộng thấy cái gì? Mộng thấy con voi 6 ngà màu trắng chui vào hông bên phải và hoàng hậu đã có thai. Rồi sao nữa? Khi có thai thì sao? Con nhớ được chi tiết nào con nói vô anh nghe đi. Con không cần theo thứ tự. Nãy giờ con học con nhớ được chi tiết nào của bài. Rồi sao nữa? Con chỉ nhớ bao nhiêu thôi hả? Con quên. Rồi cảm ơn con. Thôi cũng tặng cho bạn Chánh Thành một cái bánh. Tại vì cũng trả lời được gần một nửa. Rồi bây giờ mời cô anh muốn... Không, Hải Nguyên là không được.
Tại vì Hải Nguyên là phải để kể học hết luôn đảng sanh nè, phải bốn cái mới kêu Hải Nguyên lên được. Tại vì Hải Nguyên đọc sách rất là nhiều nên là giờ mà kêu Hải Nguyên lên là Hải Nguyên lấy hết quà của mấy em. Bây giờ mấy em nhỏ này nè, tụi con có nhớ được một tí nào về của Đức Phật không? Diệu Lan, giờ Diệu Lan lên đi, con có nhớ được một tí nào của Đức Phật không? Giờ lên đây cô anh hỏi ha. Diệu Lan giờ lên đây đi, cô anh hỏi, hỏi giống Nguyên Tịnh vậy đó, hỏi ít thật ra hỏi có một câu thôi. Giờ Diệu Lan lên nghe cô anh hỏi ha. Bây giờ cô anh sẽ hỏi mấy em nhỏ trên này, giờ không hỏi mấy anh chị lớn nữa, nãy giờ chắc mấy anh chị lớn thuộc bài hết rồi. Giờ cô anh hỏi Diệu Lan ha, là cha của Thái tử Tất Đạt Đa tên gì và mẹ tên gì? Mô Phật Hư Cơ, cha của Thái tử tên là Vua Tịnh Phại, mẹ của Thái tử là tên là gì? Ma Gia. Cái gì Ma Gia? Hoàng hậu Ma Gia. Đúng không ạ? Em trả lời đúng không? À rồi, cảm ơn con. Tặng con một trái cam. Rồi tiếp, bây giờ tới Diệu Trúc. Diệu Trúc lên đây, giờ anh hỏi ha. Tụi con phải ít nhất, mấy em nhỏ ít nhất phải nhớ một câu của lịch sử Đức Phật. Rồi về nhà tụi con phải học tiếp nha. Học để lần sau con sẽ hỏi lại tiếp. Rồi bây giờ cô anh hỏi Diệu Trúc ha. À, năm bao nhiêu tuổi thì con này chắc cũng hơi khó đó Diệu Trúc, nhưng mà ta hỏi thử đi để con có nhớ bài không ha. Này là cô anh hỏi thử thôi, không có áp lực gì cho con hết. Giờ cô anh hỏi là năm bao nhiêu tuổi thì vua Tịnh Phạn cưới vợ cho Thái tử? Con có nhớ mốc lịch sử đó không? Con có nhớ không? Không, rồi giờ hỏi câu khác. Vậy là vua Tịnh Phạn xây mấy cung điện để giữ Thái tử? Cung điện. À rồi, thôi nhớ nhiều bài được rồi, tại vì em còn em mới học lớp 1 à. Em nhớ một cái vậy là giỏi rồi. Rồi bây giờ tới Diệu Kim mà nãy cô anh hỏi đúng không? Tới An Thiện, An Thiện lên đây cô anh hỏi ha. Sẽ hỏi hết những em nhỏ. An Thiện giờ cô anh hỏi nè. À, nhà tiên tri á nói của Đức Phật của chúng ta đó có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp? Con có biết không? Không, giờ trời hỏi câu khác. Vậy thì cô anh sẽ hỏi con là hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy voi mấy ngà? Cô là 6 ngà. Rồi con có thể trả lời cho cô anh là voi đó màu gì không? Là màu trắng. Ờ, rồi em trả lời đúng không? Voi 6 ngà màu trắng. Rồi cho An Thiện một tràng vỗ tay thiệt lớn. Rồi bây giờ tới bạn áo cam này nè, bạn có cái cài màu cam á, cô anh không biết tên. Cài màu hồng hả? Rồi màu hồng. Bây giờ con mới giới thiệu cho cô anh con là tên gì, tại vì cô anh quên rồi, chỉ nhớ được mấy đứa nhỏ này thôi. Cô con tên là Diệu Hoài. Diệu gì? Diệu Hoài. Diệu Hoài hả? Hoài. Diệu gì? Hoa. Diệu Hoa. Con tên là Diệu Hoa hả? Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 2. À, là con học lớp 2. Lớp 2, vậy thì bây giờ con sẽ trả lời câu của An Thiện lúc nãy chưa trả lời được ha. Thì nhà tiên tri á nói với vua Tịnh Phạn á là Thái tử có bao nhiêu tướng tốt và bao nhiêu vẻ đẹp? Con có thể trả lời cho cô anh nghe được không? Con có biết không? Không ạ. Rồi vậy thì con của, giờ cô anh hỏi nha, con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Gia Du Đà La tên là gì? Tên là gì? À, rồi vậy thôi, giờ hỏi cái đơn giản nhất đi. Vậy cô anh hỏi đơn giản nhất luôn là Thái tử Tất Đạt Đa là con của vua nào? Một câu thôi, con của vua nào?
biết con có vua nào không? Vua? Vua nào? Vua Tịnh? Tịnh Vua Vạn. À, vua Tịnh Vạn. Và hoàng hậu nào con có biết không? Hoàng hậu nào? Mai Gia. Ờ, đó đúng. Thôi thưởng cho con hai cái bánh luôn. Bây giờ thì không có thời gian nhiều để các anh hỏi hết lớp mình, nên là thôi tụi con về nhà học ha. Lần sau cô anh sẽ trả bài, những em nhỏ cũng phải học ha. Lần sau cô anh sẽ hỏi nhiều hơn. Bây giờ tại vì là tụi con còn quá nhỏ nên là hỏi nhiều thì tụi con sẽ không có nhớ, nhưng mà về nhà tụi con học từ từ thì sẽ nhớ hết. Nhớ được một câu trên lớp vậy là giỏi rồi, đúng không? Lần sau cô anh sẽ hỏi lớp mình. Và hy vọng những gì của anh dạy tụi con phải ráng nhớ, đúng không? Mọi người dạy thì nếu mà tụi con nhớ về lịch sử của Đức Phật và khi mọi người hỏi tới tụi con biết thì rất là mình đúng là một Phật tử. Đi chùa thì mình phải hiểu được lịch sử của Đức Phật ha. Thôi thì cũng hết giờ rồi, giờ chúng ta đứng lên hồi hướng ha. Chắp tay hả? À, thôi ngồi xuống ngay chắp tay. Tại chắc đứng lên ồn nên là thôi mình ngồi tại chỗ mình chắp tay ha. Rồi chúng ta chắp tay lại niệm Phật ha. Hồi hướng. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi chúng ta xá chào nhau ha.